Chào mừng các bạn đến với phần 2 của video làm thế nào có một phần mô tả sản phẩm chuẩn chỉnh chuyên nghiệp cũng như có tỷ lệ mua hàng cao khi bạn kinh doanh trên Canada. Trong video này sẽ nói bạn những cái nội dung bạn cần có để giúp bạn có cái tỷ lệ mua hàng cao nhất giúp có khách hàng mua hàng ngay khi họ tạo xem thông tin cũng như một số công cụ giúp bạn thiết kế cái trang sản phẩm của bạn giúp bạn rút ngắn thời gian đi rất là nhiều. Rồi, nếu bạn chưa coi phần 1, hãy click vào đây. Và ok, bắt đầu thôi. tiếp theo đó cái phần bố cục của sản phẩm của bạn thì phần này bố cục này thì cái này là dựa trên cái kinh nghiệm của thiện nha trong cái video mà bộ livestream mà mình có xem á thì đây là cái phần này là dựa trên thứ nhất là dựa trên kinh nghiệm của thiện thứ hai là thiện quan sát được từ một số nhà bán hàng gọi là 7 sao trở lên 7 sao là cái thích bạn cái thiện cao nhất của lada thì thông thường họ sẽ có phần mô tả được trình bày như sau thì nó sẽ có khoảng một hai bốn năm sáu bảy tám thì những cái phần này thì nó sẽ có một số phần là thiện khuyến khích là không nên đổi tức là bạn nên bắt buộc có những cái phần này còn những cái phần mà có tùy chỉnh tức là tùy bạn bạn có cũng được không có cũng thôi không sao nhưng mà phần không nên đổi bắt buộc phải phải có trong cái phần thiết kế mô tả sản phẩm của bạn trong vùng Google rồi thì đây á cái phần banner khuyến mại gian hàng này nghĩa là gì thì cái banner khuyến mại gian hàng này á lưu ý nó chính là cái phần banner trang sản phẩm tự thấy nó đây nè được không ạ? Thì cái phần banner này á, bản chất nó là một cái phần banner cho phép uh, khi mà khách hàng click vô cái banner này sẽ cho phép bạn dẫn họ về một cái trang trong cái trang chủ gian hàng của bạn hoặc là một cái trang phụ của gian hàng của bạn. Từ đây khách hàng thì tiếp tục họ xem những cái sản phẩm khác trong gian hàng của bỏ Họ. tức là từ một sản phẩm a bạn có một ngàn sản phẩm đi thì ví dụ khách hàng đang vô sản phẩm sản phẩm thứ nhất thì cái hàng click cho cái banner này khách hàng sẽ được dẫn về cái trang chủ gian hàng của bạn trong đó đề xuất khoảng một ngàn sản phẩm của bạn thì khách hàng tiếp tục vô trong những cái sản phẩm thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thì bạn hơn á là những cái trang thứ hai cái sản phẩm hai ba thứ năm đó cũng có cái banner này ngay vị trí này nên khi mà họ coi đây á, thì họ tiếp tục họ vô quay lại gian hàng chính của bạn họ coi nên bắt buộc phần này phải có và để khuyến khích khách hàng click vô cái phần này đó chính là bạn nên khuyến khích khách hàng gọi là tạo một cái chương trình ví dụ như là cho khách hàng một cái ưu đãi voucher uh, follow gian hàng theo dõi gian hàng là click vô nhận được 5 ngàn nhận được 20 ngàn thì cái tỷ lệ khách hàng click vô đây coi rất là cao thì lúc này đồng thời bạn có thể khuyến khích khách hàng thứ nhất là uh, follow gian hàng của bạn để bạn tiếp tục chăm sóc họ thứ hai đó chính là tận dụng cái lượng traffic cái lượng khách hàng truy cập này để khuyến khách hàng coi thêm những sản phẩm khác trong gian hàng của bạn tức nghĩa bạn dùng cái, cái lượng truy cập của hàng này thay vì nó chỉ dừng ở sản phẩm một thôi thì có thể tiếp tục khách hàng này có thể vô xem những sản phẩm hai thứ ba thứ năm mà khách hàng coi càng nhiều thì khách hàng mua hàng càng cao vậy thôi rồi những thông tin như hình ảnh sản phẩm nè mô lại sản phẩm nè chi tiết tính năng của sản phẩm hướng dẫn sử dụng thông tin vận chuyển giao hàng cũng như là phần ở CDA Call to Action kêu gọi hành động. Nó là mình có đề cập phía trên rồi. thì Phần ngay phía đây thì thiện có chia sẻ, có giải thích cho bạn luôn. À, tại sao nó lên làm và nó cực kỳ quan trọng. Thứ nhất là banner khuyến mại gian hàng để tăng tò mò khuyến khách hàng thêm xem thêm những sản phẩm khác trong gian hàng. Rồi hình ảnh sản phẩm này thì thứ nhất là tăng đến dân thực hạn chế cái vấn đề hoàn hàng tại vì nếu mà bạn không có cái hình ảnh sản phẩm mà nó minh họa rõ ràng khách hàng sẽ lầm tưởng điều đó khiến là khách hàng khi nhận hàng á họ không có đúng như mong đợi thì họ sẽ trả về thì phần này thì khuyến khích các bạn là nên là có ít nhất năm góc cạnh và có nên có người mẫu sử dụng rồi thông tin sản phẩm mô tả chi tiết thì cái phần thông tin này khách để khách hàng hiểu hơn về chi tiết sản phẩm thì thầy nên liệt kê các đặc tính của sản phẩm ví dụ như về thời gian nên kích cỡ rồi màu sắc chất liệu rồi cái thông tin bảo hành vân vân rồi chi tiết các tính năng ứng dụng để nêu bật lên những cái đặc điểm nổi bật của sản phẩm của bạn rồi để biết khách hàng có thể hình dung được là cái gọi là cái unique selling point hay là những cái 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 điểm giá trị riêng của bạn mà những đối thủ khác không có từ đây là một yếu tố khách hàng cân nhắc mua sản phẩm của bạn rồi hay là lợi ích khi mà mua sản phẩm mà, mà sản phẩm khác không có rồi hướng dẫn giấy chứng nhận hay là coi thì những thông tin này mang đến tăng cái tin tưởng độ trung thành của khách hàng đến gian hàng của bạn rồi các thông tin vận chuyển giao hàng lưu ý tại vì đa phần khách hàng sẽ gặp rất nhiều vấn đề liên quan đến vận chuyển mà cái phần vận chuyển này khi bạn bán hàng ra bạn cũng biết á thì bạn không gọi là quản lý được cái phần này nên tốt nhất là bạn nên hướng dẫn khách hàng gọi là biết những cái thông tin liên quan đến vấn đề vận chuyển của bạn nếu mà cái trường hợp này hay xảy ra thường xuyên hoặc là giúp khách hàng biết được à khi mà vẫn để nhận hàng á, thì bạn nên khách hàng nên chú ý những điều gì để nhận hàng tốt nhất có thể rồi sản phẩm có liên quan danh mục ngành hàng thì mình có đề cập phía trước phần này không nhất thiết phải có nhưng nếu mà có thì khuyến khích khách hàng tiếp tục xem những sản phẩm liên quan đến gian hàng đến cái sản phẩm chính họ đang coi từ đó họ mua thêm họ mua kèm hoặc họ đi sản phẩm khác họ, họ, coi những sản phẩm khác thay thế xem sản phẩm có ok không tiếp nhưng mà nó vẫn trong ngân hàng của bạn từ đó có nghĩa là bạn thứ nhất bạn tăng cái giá trị dọn hàng trung bình cao lên tức là doanh thu của bạn cao hơn bình thường so với lại cùng với lượng truy cập đó thứ hai là tận dụng với lượng truy cập này rồi và cuối cùng đó chính là CTO hay là kêu gọi hành động thì cái này như mình nói đó chính là kêu gọi khách hàng hành động ngay để giúp khách hàng gọi là ra quyết định mua hàng ngay thì có một cái mà thiện cũng chia sẻ trong cái phần này đó chính là yếu tố SEO trên Lazada tại vì đối với SEO trên Lazada thì có rất nhiều yếu tố nhưng để gọi là nó cơ bản nhất và nó hiệu quả nhất Đó chính là việc mình thiết kế ra một cái phần mô tả sản phẩm Nhưng mình không có đánh chữ trong trọng Thấy đây nè, thì Thiện thiết kế cái phần sản phẩm nè Thì những cái phần thông tin như mũi về thiết kế hiện đại nè Cái phần thiết kế hiện đại, nội dung chi tiết đây á Thiện đã chóng để Thiện vô cái phần lory kit Thiện dùng chữ Thiện Điền vô Tại vì sao? Tại vì nếu mà bạn điền tất cả thông tin chữ một cái hình á thì nó sẽ dẫn đến một cái trường hợp đó chính là cái con bọ của Lada nó sẽ coi cái hình này nếu mà không có chữ không có dùng logic nha nó là một cái hình ảnh và bản chất là cái hình cái một con bọ đó nó không không hiểu cái hình ảnh ý nghĩa là gì bạn khách hàng là người có thể hiểu được cái ý nghĩa của cái, cái 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 cái, tấm hình nhưng con bọ sẽ không hiểu nên khi mà nó quét những cái từ khóa mà liên quan đến sản phẩm á, thì nó sẽ không quét được Tuy nhiên nếu bạn sử dụng kit thì khi bạn dùng cái hình này bạn để lên và bạn dùng kit bạn điền chữ vô thì con bỏ trên công cụ tìm kiếm ra nó sẽ hiểu được à cái chữ này có ý nghĩa gì từ đó khi mà khách hàng họ tìm kiếm trên sàn thì khách hàng sẽ biết được à cái sản phẩm này có liên quan đến từ khóa khách hàng từ đó nó đề xuất sản phẩm của bạn nhiều hơn cho nhiều khách hàng hơn khi tìm kiếm từ khóa nên đây là một yếu tố sử dụng quan trọng nhất và bạn cần lưu ý khi bạn dùng logic để đảm bảo cái tính kết để bạn SEO tức là tối ưu cái công cụ tìm kiếm của Google tốt nhất có thể. ngoài ra dĩ nhiên sẽ có một số thủ thuật khác nhưng ở đây thì mức cơ bản nhất thì bạn nên dùng yếu tố này để đảm bảo như là tốt nhất lắm rồi. thì làm thế nào để có thiết kế một cái trang sản phẩm đẹp như vậy như mình có trình bày hay là thiện cái trình bày ở đây thì có một số công cụ được bạn tham gia ví dụ như là Powerpoint Photoshop hay công cụ online là Canva thì tại sao mình dùng PowerPoint thì bản chất á, nhiều bạn cứ nghĩ là à, phải dùng Photoshop mới thiết kế đẹp được nhưng thật sự phải nói á, thì khi mình dùng từng thiết kế một cái sản phẩm á, thì mình thấy á, bản chất PowerPoint công cụ offline tức ngày dùng cho máy tính của bạn á, công cụ PowerPoint đã có thể giúp bạn gần như những công cụ rồi mình ví dụ cho bạn nha mình ví dụ bạn nha cái cái phần mô tài sản nè này này là mình dùng hoàn toàn bằng PowerPoint mình trình bày nha có nghĩa là mình chỉ đơn giản là mình vô đây nè À, mình mình như một cái trang powerpoint bình thường mình trình bày thì việc đơn giản mình đó mình sẽ có một cái bố cục mình tham khảo mình có thể tham khảo những cái mẫu thiết kế đẹp về sản phẩm đẹp bạn bố cục nó vô ví dụ như phần này đầu tiên có lên cái hình ảnh chính của sản phẩm người mẫu, thu, thu tiếp theo là một số thông tin về hình sản phẩm đó, những thông tin chi tiết bạn thấy ở đây thì tất cả nó đều là hình ảnh đều là chữ trên powerpoint mình đề cập vô rồi cái mà duy nhất nhiều bạn không biết ở đây đó chính là làm thế nào để làm một cái hình một cái 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 cái, cái đường cái hình mà từ trên xuống dưới nó dài như vậy thì bạn có thể vô cái phần design nè bạn vô cái vấn đề cái phần là slide size bấm vô kết tâm size kết tâm size cho bạn có phần y và phần hay này, này bạn chỉnh cái thông số cho tỷ lệ nó phù hợp đó thì bạn hoàn toàn có thể cái này sau đó bạn chỉnh sửa như một cái phần trình bày một cái sản phẩm dễ hơn Photoshop rất là nhiều nhưng mà cái tính năng nó cũng khá là đầy đủ để giúp bạn thiết kế một cái trang đẹp và khi bạn xuất ra bạn bấm vô file nè bạn muốn vô save và sẽ bấm vô cái phần ví dụ như nó cho bạn cái tùy chỉnh là xuất ra dưới dạng là JPEG đúng không ạ hoặc là BNG là một cái chuẩn file hình ảnh nó khá là phổ biến thì cái phần này như mình trình bày á thì nó sẽ giúp cho bạn gọi là tiết kiệm cái thời gian thiết kế rất nhiều không bắt buộc phải dùng shop mất thời gian hoặc là mất cái nghề nghiệp bạn phải tìm đòi học hỏi còn nếu không bạn có thể dùng Canva thì Canva là một công cụ thiết kế online quá phổ biến bạn có thể Google cách sử dụng Canva bạn có thể thiết kế một cái trang sản phẩm cực kỳ đẹp chỉ trong vòng một vài phút thôi và dĩ nhiên cái lợi thế đây đó chính là bạn có thể lưu những cái thông tin này những cái cái mẫu này thành à, để dùng cái lần sau có nghĩa là cái lần đầu thiết kế rất lâu một tiếng hồ đi nhưng lần sau bạn chỉ cần dùng y chang cái mẫu đó thay hình vô sản phẩm chính vô là bạn mất 5 phút để bạn ra một cái phần thiết kế trang sản phẩm thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm rồi và cuối cùng là cái phần khó nhất để làm đẹp nhất đó chính là xóa phong sản phẩm tại vì xóa phông sản phẩm bắt buộc nếu nếu bạn không có công cụ bạn phải dùng photoshop thì nó xóa mới đẹp được tuy nhiên có một cái công cụ online mà thiện chia sẻ trong phần này đó chính là cái phần cái công cụ là remove bg có nghĩa là giúp bạn xóa phông mình ví dụ nha bg thì ví dụ như bạn bấm upload up một cái hình lên ví dụ up một cái tấm hình của các bạn nữ này chẳng hạn đó up lên chẳng hạn như vậy đi nè thì sau một giai đoạn nó, nó xóa đúng không đúng không thì ở đây nó có option một là bạn up bạn đau về cái bản Full HD thì cái này phải trả phí thì uh, bạn có thể option khác là bạn đang có phần bạn phiên bạn gọi là nó kém chất lượng hơn tuy nhiên thì đối với bản online á thì khi bạn thiết kế thì cái phần này tương đối đã xài được rồi không có đến nỗi là quá ư là kém chất lượng dĩ nhiên cái hình góc của bạn lên chất lượng một tốt một chút để nó không khi bạn, bạn 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 cắt bằng công cụ này á nó không bị mất quá nhiều cái cái uh, độ chất lượng thiết kế thế nào thì uh, ở đây mình có chia sẻ bạn cái cái file mà thiết kế mẫu PowerPoint mà mình có làm thử bạn có thể tham khảo thử thì nó hoàn toàn rất dễ sử dụng rất dễ sử dụng ấy giống như khi bạn trình bày một cái file PowerPoint bạn có thể file thao tác bạn có thể làm quen ngay tại vì mình tin rằng là PowerPoint là cái thứ mà dễ sử dụng nhất trong cái công cụ thiết kế luôn rồi ok tóm tắt lại gì trong video này bạn đã học được những điều gì thứ nhất đó chính là tối ưu mô tả sản phẩm để dài để tăng tỷ lệ mua hàng đặc biệt qua công cụ Lokit hoặc là một số công cụ thiết kế khác sau đó bạn chèn hình vào công cụ Lokit thứ hai là tập trung vào trải nghiệm khách hàng để giúp cho khách hàng có cái tỷ lệ mua hàng cao nhất từ đây để giúp khách hàng sẽ hiểu được về sản phẩm của bạn từ đó là bạn có cái tỷ lệ mua hàng chuyển đổi nó cao hơn so với bạn không dùng cái công cái phần mô tả dài rồi thiết kế theo chiều dọc là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng, tại vì bây giờ khách hàng họ đã sử dụng uh, mobile, tức là thiết bị di động để mua hàng rất là nhiều, nên hãy tập trung vào hỗ trợ cái trải nghiệm của những cái nhóm khách hàng sử dụng công cụ uh, thiết bị di động để mua hàng online, rồi cung cấp các thông tin quan trọng về sản phẩm, dĩ nhiên bạn phải cung cấp khách hàng những thông tin thì khách hàng mới biết được sản phẩm, khách hàng mới ra quyết định mua hàng nhanh được và cuối cùng là kết hợp hình và chữ bằng lối kết để tối công cụ tìm kiếm trên Lazada. Rồi cảm ơn bạn đã theo dõi hết video này. Nếu bạn thấy video hữu ích, hãy bấm nút like, comment và chia sẻ video này giúp tôi nhé. Và đừng quên đăng ký kênh của tôi để tiếp tục nhận được video hữu ích khác. Xin chào, hẹn gặp lại ạ. À.